like the chain, the explore London. 5 hour layover. London. Cũng cổ. Xe bus 2 tầng. Wrong way. Okay. Cầm giỏ vậy luôn á hả? Moreover, it represents irrefutable proof that sea glasses do not matter in the universe. Since 1984. Jim Cook. Oh, that's him. The one we visited in Virginia. He's from here. That's a connection. Is that the same last name? And the face look same like him. Wow, interesting. Wow, that's really big. I carry heavy backpack. Don't know how long I can survive. Not sure. Không biết glass hình như đứng ở đó hay sao? Cái mấy người lính á. So I think I got the car because like
Ok. Con đò của bên anh. Unis, telephone Unis. Everyone want temperature. Đẹp mà chị. Westminster Chapel. Đây, bên đây đẹp nè. Rồi đi hướng này phải không? Xe cảnh sát này sao nó bự dữ vậy trời? Nó bắt người luôn hay sao à? Justic court. This is court. Wow, very big. Gentation. Rồi, where Buckingham? Chị, em thấy nó để Buckingham gây là bên tay trái. Ủa là cuối cùng là ở đâu? Cái gì chị nói cái này là gì? Ý là kêu tên để nhớ mình lại về đọc lịch sử. Rồi, chờ, vô đi chị, vô đi. Vô chưa? Canh canh vậy thôi. Rồi chị đứng ngay cái đợi cái ngay cái đỏ đỏ này đi. Rồi đứng. Four to ten thirty. Post office. I mean post of mailing box. Been with the go by raw mail to celebrate London. I'm a horse ấy. Có ai kìa mà tụi nó băng qua đường không mà thấy. Ok, wow. Đâu, cái này chuông nhà thờ mà. Chuông của cái này nè. Cái này là Big Ben đó hả? Cái biểu tượng của nước Anh á, mình phải đi qua bên đó. Phải tuốt ở trong nữa đó hả? Thì cứ nghe nó điểm đi. Sao mình nghe ở đây đàng hoàng mà. Mấy giờ rồi? Oh, are you see it? Big bus? Tuy đẹp lắm. Cái nhà thờ mà. Có đám cưới đi vô hả?
này là Big Ben. Ủa sao trong gì em thấy nó bự lắm, sao ở đây thấy nó nhỏ vậy? Ha. Ủa kiểu thích gì mà? Không phải cân đo. Really là Big Ben. No, every 15 minutes they just sound. So it's 2:45 now. The blast. Đường đi bộ trên đây nè. Ủa chưa có chụp hình nữa hả? Cũng bình thường thôi, đâu thấy gì đâu. London Big Eye gì đó. Chụp quay trò chơi thôi mà. Remington Bridge. They will drive. One more. Not yet. Yeah. Yes. Big Ben. Đón. Tôi giật lót. Đi drive hoặc tôi chụp cho chị. Chụp cho chị tấm này. Chụp đây hả? Chụp em chụp đây chứ. We hungry. Stop here to eat. I have a bạc thái tofu. Right. Smell good. Oh. Hey, happy bounce. Backpack. I carry around for 3 miles so far. That's still about 1.5 or 2 miles ahead. Oh, not too much. What a lost station. Very big. They use the credit card for admission, no ticket. Need to purchase. Oh, so exotic with this backpack.
on that, my friend asked information. London Bridge nè. Không biết đi đại đi đến không hay là đứng xa xa thì mới đẹp hơn. Toàn cảnh Tower Bridge. Có hai đường to way for walk. So we choose this side. So testing my elbow. This is the ride and good spot for you to take the whole bridge. So people just line up here. The batch for the on the bridge. Not for me. I will be late for my flight. Bye bye. You for both. Wow, awesome. This way. This is London Bridge. That's on London Tower. Two level down, very crowd. Quay lại em chụp cho nè. Wow. Wow. My friend just got out earlier. I told her to come back, but she did not.
Maybe you can tap on this one. And then chain connection to terminal 4 and 5. So that means even if you pick up here, so you can, like, they have a chain to go to terminal 5. Fake journal man in airport. Oh.